À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Attila. Mình là Totoro Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của Vương quốc Langoba để đi chinh phục thế giới. Ở tập trước thì nói chung là mình cũng đã kiểm soát được một cái vùng lãnh thổ khá khá. Đồng thời mình đã có được cái đội quân đứa con của thần chiến tranh. Những chiến binh của Golden, thần chiến tranh Golden. Đây, sau khi mình đã nâng cấp được lên rồi, còn cái đội này thì... sao cái này nó không có gì này? Sát thương cận chiến cho lực lượng chỉ huy cộng 5. Ảnh hưởng của tôn giáo vùng này tăng lên. Cái này đây. Chúng ta sẽ không dùng cái này nó sẽ giảm khá nhiều. Đây này, Golden. Cái này thì nó tăng tốc độ di chuyển này. À, tăng tấn công cận chiến này, nhưng mà nó lại giảm 15% giáp nên là mình cũng không thích lắm. Cộng 2 thẩm quyền khi lãnh đạo quân đội thì nó sẽ tăng rất mạnh và sĩ khí và trị an cho quân đội đấy. Tiếng thét xung trận. Rồi, như vậy có lẽ tốt hơn. Như vậy thì sĩ khí của lính của mình nó sẽ cao luôn. À, tập trước kết thúc bằng một cái việc mình cho nhà vua vây cái thành này. Còn thái tử thì có thể nói là làm một trận combo skin khủng khiếp ở khu này luôn. Đánh tan hết toàn bộ các đạo quân của thằng ấy. Và học được thêm rất nhiều trai mới. Tất nhiên là có cái trai tốt, có cái trai xấu. Trai kiêu ngạo này, có lẽ là ông thắng trận nhiều quá. Tự tin tấn công và hoạt bát này, nhiệt huyết này. Yêu bóng tối là đánh trong ban đêm. Bởi vì trận trước mình đánh liên tục mấy trận liền ở đây rồi. Cái này thì không sợ lắm, trung thành trừ 1 thì không sợ vì cái này nó cộng rất cao rồi, cộng 10 rồi. Trừ 2 ảnh hưởng cá nhân cho mỗi tình huống, đây là một cái mà mình không thích lắm này. Mặc dù là vợ nó cũng bù trừ sang được nhưng mà ảnh hưởng cá nhân mỗi tình huống bằng 0 này. Đấy. Tỷ lệ hồi khả năng đặc biệt trừ 25%. Rất là tốt, try của nó rất tốt, nó không bị một cái điểm trừ gì ở cái phần này. Rồi, nói chung là tướng khá ngon. Rồi bây giờ thì mình sẽ công lốt cái thành này đã, xong rồi tính sau. Mấy thằng Huskan này, vậy thì Huskan này. Bọn nào mà gặp phải mấy anh Golden râu dài thì tắt nắng hết. Thời tiết khô tốt, bắt đầu dàn quân. Cho mấy thanh liên đi ra đây. Khỉ thật. Tháp canh nó bắn tầm này. Phá tháp canh của nó trước đã. Bình sâu xuống một xíu. Thằng nào dám tấn công cái đội hình như này?
Và cái nhưng mà mình chắc phải tăng xây công trình để tăng cái giáp cho bọn tất cả quân này đó. Mình bây giờ đang dùng giáp đồng hơi yếu. Cháy lan chưa? Cháy lan vào tháp canh cho anh. Lan tiếp vào 42, đúng rồi. Tiếp. Đúng rồi. Bắn đây. Rồi, không cần phải đốt nữa. Nó khắc cháy hết. Bây giờ thì chỉ việc như thế này thôi. Này thì lính ném nào. Úi dồi. Tháp canh của nó đã sập. Ngon thì lên đấy. Úi dồi ôi, thằng ngu chạy đúng à. Luôn đạn. Chỗ này là đội hình liên hợp. Mấy con ngựa này ném chắc chết được mấy. Nãy giờ chết có một hai lính cũng sợ. Cầu thấm. Rồi. Xông vào. Hết lao xông vào đây. Dầm ba cái con ngựa cúi này thì làm ăn được cái trò gì cho đời. Dùng kỹ à? Cử luôn. Mấy con ngựa láo này. Phá rồi. Bắn. Phát wheel. Mấy con ngựa nào test của nó xong rồi. Rồi. Phá rồi, bắn được à? Dã bọn dìu nó vậy. Ơ mình còn chưa dùng đến đội Long Bear này. Đội Long Bear của mình còn chưa lên này. Cháy rừng. Enemy units have been rallied. Battle is turning in our favor. Nó có cái đội dìu đâu nhỉ? Nó vừa chỗ này mà. Chưa nhìn thấy đâu rồi. Đây rồi. Cho mấy thằng dìu này xông vào lốt đã. Kill, kill, kill. Lấy cái lụm. Lấy nổi đâu. Ai à, lém chết ngựa mình ấy. Ôi ôi. Đúng lúc pháo nó lém đạn. Rồi lại rút ra. Ôi ôi.
lùi ra đây đi, kiểu pháo nó lạ kinh quá. Rồi mấy long bay rồi, tiến lên cho anh. Tiến lên. Đây đã, chết thằng này đã. Đây đây, xử mấy thằng tầm xa đó. Còn đội tướng đâu nhỉ? Mấy thằng quẩy ra lén lao này mà nó sống dai thế. Long Ba Sosman. Long Ba Sosman, tiến lên nào. Long Ba Sosman. Mấy thằng này chịu làm sao được với mấy anh đúng chiến thần của thần Vô Đan này. Úi xổ, úi xổ. Mày, mày láo này. Rồi, cho nguyên mấy anh này tấn công. Úi. Bọn này ai à, lên đến đời cuối này mặc ăn mặc nhìn chất phết nhở. Lên đời cuối này nó mặc nhìn chất phết đấy. Cái khiên rất đặc trưng nhá, khiên đúng hình như này luôn. Rồi. Chiếm cái tỉnh này đã. Mày đùa với anh à? Đùa với anh à? Đùa với anh. Hồi quân. Sao? Hết tiền rồi. Cánh đồng. Lính nhỏ. Đập. Cũng được, xây trại thủ lĩnh cũng được. Không, chỗ này có lẽ mình lên xây công trình khác. Ready for orders. Cái này nó có cái mỏ vàng. Vua của mình đang ở phương Bắc. Thằng Hung Nô nó sẽ là đây nó đập lốt thằng này. Không thuyết phục được cái thằng đệ này chiến tranh với thằng này nhỉ. Your people's reputation goes before you. Find a welcome here and speak as you wish. Chịu. Mặc dù chúng nó cũng đang bị trừ điểm ngoại giao rất mạnh. Ôi thằng này mới thằng Hung Nô rồi. Ghét nhau lắm.
Tình hình là rất là căng. Thanh niên La Mã này đâu chui ra đây? Thôi, tạm ổn thế đã. Chiếm cái vùng này, sau đấy mình sẽ đánh chiếm đến đây. Dẹp hết đám quân này của nó đã. Sau đó thì có thể là một cái đàm phán hòa bình cũng được nhỉ. Budayan thống đốc à? Trừ tham nhũng xuống, tăng thêm tiền. Ai chả. Đánh nhau trên biển. Nó còn bận mấy cuộc chiến ở đây nữa. Vùng biển của nó chưa yên ổn được. Nó chiếm được cái vùng đất khá sâu xuống tận phía nam ấy nhỉ? Cũng ghê gớm phết. Mấy anh hung nô để mãi không chịu chiến tranh với mấy thằng... lại rút quân về. Ế, mấy quân ly khai La Mã anh khôi phục cái tỉnh đấy à? Thế mình đỡ bất công rồi. Đầu tư quân sự à? Nó vây thành của mình à? À, vây thành của mình. Cuộc nổi loạn sắp diễn ra ở đây à? Ồ. Vùng này lương thực thấp quá nhỉ? Chưa tới được để mà đánh nào. Đàm phán hòa bình với cái thằng khỉ gió này xem nào. Được. You have the ear of my people. À tốt. Vậy thì ổn rồi. Thằng đệ mình vẫn vác quân ra để pem nó, thằng kia. Cắm hai quân đoàn đây để dọa anh à? Thiên giáo, thế mới đen. Lên đây để mua quân đã. Cho thằng tướng này chuyên chạy đi mua quân.
Ready for further orders. Chả có quân gì mạnh. Thirsty for battle. Thằng châu Phi này. Well met, friend. Sit and let your words move me to anger or agreement. Không chịu. Welcome, I suppose. No, do not. Không chịu à? Không chịu thì thôi, tuyên chiến luôn. Cho nó nhanh, tăng điểm ngoại giao với bọn còn lại. Bọn này nó vừa khôi phục thành thì nó không có quân đâu. Quánh luôn. Đó là cái thành này, cái vùng này mình còn thiếu đúng cái thành này mình chưa kiểm soát được. Mình chưa muốn kiểm soát, khôi phục bởi vì là mỗi lần khôi phục mình sẽ tốn khá nhiều quân. Nhưng mà chơi kiểu này thì không tốn quân. Bởi vì mình chiếm lại. Mất 2.700 để khôi phục cái vùng này lên. Ây. Vì là hay. Tăng bẩn thỉu. Thirsty for battle. Attack! Để xem nó mạnh cỡ nào. Thằng này là con rể của mình thì phải. Đúng rồi. Kiêu ngạo à? Tại sao thằng nào cũng kiêu ngạo thế nhỉ? Tấn công tỉnh này phát xem nào. Quánh phát xong rút về. Kiếm tí xem. Không có nhiều quân lắm đâu, đánh được mà. Cướp phát nhỉ, xong rút về. Về dưới kia nó đang có hai quân đoàn. Ôi nó có sông ở bao quanh mới hay chứ. Nó có sông bao quanh. Phá nhà nó để xây nhà mình. Thời tiết toàn mưa, sương mù. Ôi, thành. Ô cái thành. Thành của nó kiểu gì này? Thành kiểu này phòng thủ rất là mệt. Thành kiểu này cung thủ không hiệu quả lắm bởi vì không bắn được từ vòng tường thành. Tất nhiên là nếu nó chơi nguyên cận chiến mà nó thủ ở cổng này là coi như là chắn hết, không còn ai vào được đâu, đúng không? Đúng không? Có một luồng lối vào duy nhất ở đây còn gì? Đây nữa. Hai lối vào. Ờ, chỗ này nó chặn. Hai lối vào duy nhất. Thủ rắn đét. Nếu mà chơi nguyên bộ binh cận chiến thì đánh thủ cái thành này là hơi mệt. Ăn. Đứng từ bên này đi. Cho nó chạy từ đây ra. Cái này chả có tháp canh, tháp queo gì mấy. Quân đoàn này vẫn đang thiếu một đơn vị lính này. Ta đang thiếu một đơn vị lính. Chả mấy cái xe bắn đá này to ghê nhỉ. Ôi vua. Vua của mình chỉ số nhìn khiếp thật. Ready.
defensive defender! Get your shields up! Legio, come in and touch us! Battle group awaiting your word! Battle group awaiting your word! Death from above! Phá tháp canh nó phát ạ. Sao nó không đi xuống hướng này? Sáu, tám, năm, ô ngọt. Cháy không? Lan đi. Rồi, tốt rồi. Để lên cho anh. Ô, bị bắn à? Mình tiến hơi sớm à? Mình không sao. Nó sập bây giờ mà. Chết một hai thằng gì đó. Rồi. Gì đấy? Ai giả lông dân của nó ra đây à? Ủa, đập cho vỡ mặt lông dân luôn. À, khôn phết nhỉ, chạy vòng ra đường này à? Nó cũng phải để mấy anh Long Be giải quyết. Bọn này cứ phải để Long Be rồi tiến lên. Bọn này sẽ thích chết. Ôi ôi, bắn đằng sau đi, bắn đằng sau, bắn đằng sau. Đi lên. Ăn luôn kỵ binh của nó kìa. Ăn luôn kỵ binh nó. Ôi ô, đạn pháo từ từ bắn ra sau đi. Kẻo chết con mình. Nó chạy theo đường này. Vãi thật. Hướng kia thì nó không dám tấn công. Rồi, ăn luôn. We have gained the upper hand. Thằng này láo nhỉ. Đúng rồi. Ôi thôi, ôi thôi, thôi 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 thôi. Chấm dứt. Mình chỉ sợ nó đổ chết con mình. Ôi. Rồi, nó tan cực nhanh luôn. Long và Sosman chạy hết. Mấy anh vác dìu kìa. Huskat đây. Rồi, cho mấy anh Sudan này vào. Mấy anh Sudan này áp sát vào. Bọn này chết hết.
xong. Tinh thần một chết rồi. Chiến trường đẫm máu này kìa. Giải quyết chiến trường nhanh quá nhỉ. Nó đã đánh ta sườn mình. Liều. Đánh ta sườn mình. Kể ra kỵ binh của mình mạnh phết đấy chứ nhỉ. Nhưng mà tội đắt kinh khủng luôn. Cướp thôi. Kiếm tí xèo về xây nhà mình thôi. Tuyển kỵ binh. Không cần cái nhà này. Mình cần mỏ vàng ở đây. Ready for orders. Cướp cho cái tỉnh này nó nổi loạn lên nhỉ. Nổi loạn lên thì cái phái châu Phi đã bị hủy diệt. Xem nào, chúng ta đã kiểm soát 30 định cư, khu định cư bằng quyền sở hữu trực tiếp. Kiểm soát 100 khu định cư bằng quyền sở hữu trực tiếp hoặc quan qua đồng minh hoặc chư hầu á. Cướp vào ra mà lắm thế. Đánh bại 40 phe phái, hiện tại 15. Chắc giành chiến thắng quân sự thôi. Kiểm soát 60. Đánh bại 20 phe phái. Phủ lãnh chúa, quân cảng cấp 3. Thế còn thế này thì may ra còn đánh được chứ. 100 thành có mà tô màu bản đồ à? Vãi. Warriors all. Bọn này nó chưa chịu rút. Mình chưa có quân, bây giờ là phải mua quân thêm đã. Up cho quân đoàn này đã. Ồ, tốn tiền lắm. Lên đến Godan mệt lắm, tốn lắm. Well met. What do you wish of me? Vua của mình mới mất vợ dẹo rồi. Xem hung nô có 31 tuổi này. But first we talk. Chắc để lượt sau đi, hơi ít tiền. Mình không có nhiều tiền lắm để có thể lấy cô vợ hung nô. Thằng Đông La Mã nó vẫn tồn tại được mới là một điều vi diệu ấy nhỉ. Ở một cái vùng như thế mà nó vẫn tồn tại được. Giỏi thật. Ngon. Ngon. Nhưng thằng tướng kia của mình hình như chưa có đánh đêm thì phải. Lấy đâu ra đánh đêm, phải có 2 xảo quyệt mới đánh đêm chứ. 6 xảo quyệt mới đánh đêm. Muốn thế thì phải lấy một cô vợ hung nô nào đó.
Đặc điểm mình thấy có một đặc điểm là các cái cô gái người Hung Nô thì thường nó sẽ tăng hai xảo quyệt rất nhiều. Các cái bọn dợ thì nó tăng về tấn công cận chiến. La Mã thì thường nó tăng về ảnh hưởng và thẩm quyền cho người chồng. À, khi chọn vợ thì nói chung tùy vào cái mục đích chúng ta sử dụng, cần vợ kiểu gì thì chúng ta chọn các cái phe phái như thế. Nói chung có Hung Nô bảo kê trên đất của mình rồi thì chắc chả thằng nào dám láo mình đâu. Thôi định ra đây làm gì đất anh nhá. How would you like your defeat commemorated? An arch? Cái thằng khỉ gió này chiến tranh mình á. Một cuộc nổi loạn. Chị An vùng này nó chưa tốt, nó bị nổi loạn. Getting on our way. Ready for orders. Ôi trời, rút về đây cho nó làm loạn, muốn làm loạn gì loạn. Sợ cái que này. 24 lương thực. Lên luôn. Có tường thành lên là chả phải sợ thằng nào luôn. Thằng này xảo quyệt có. À, có 5 xảo quyệt à? Cố gắng đánh một trận nữa đi. Thắng được một trận nữa xem nào. Ồ, còn lâu lắm mà không lên được. Đánh thằng này trước. Thằng này nó bị trúng độc rồi. Ba con đoàn của nó vây mình à? Chập nó luôn. Thằng này 4 xảo quyệt. Ăn thằng này. Ai hả ơi, nó nhiều kỵ binh thế, cả là mình đem lao nữa, trận này căng á. Nhưng nếu mà đánh thắng vài trận nữa thì mình sẽ có đánh đêm. Úi giời, cái địa hình không thể tốt hơn. Khử mấy con chó và kỵ binh của nó trước. Khô thoáng. Địa hình cứ phải khô thoáng. Ô, nó sườn dốc à. Sườn dốc như này là kỵ binh nó lợi thế hơn mình nhá. Đứng ra đây, tội gì. Cần thì mình mới thiết lập thêm cái test studio thôi, không thì mình cứ để nguyên như này để nó ném lao. Mấy anh Long Bè kiếm to này. Chủ yếu là mấy con ngựa này của nó này. Bọn này nó lém cái gì ấy? Nó chết rồi, tướng của mình. The enemy approaches. Mấy con ngựa trước.
Vá, cả lúa xịt tùm lum. Chắc phải bắn vào đây thì nó bay đến tầm đấy là vừa. Nó cứ di chuyển từ từ này là tốt đấy. Trời ơi. Dã nát mấy thằng kỵ binh đấy. Đúng rồi, nó di chuyển nhanh thì càng chết mấy con ngựa sau. Sốc à? Không sợ lắm. Bắn bọn này cho anh nhỉ. Cứ để bộ binh nó tràn vào, lính gia giáo thì kệ nó. Lính giáo thì không sợ lắm. Ai ở cha nó đông ghê nhở. Điên thì chết à? Đây rồi. Ôi, cái gậy của mình mà cũng bị ăn đòn nặng này đấy. Scat của nó lên rồi. Chuẩn bị. Tiếp tục. Xong thằng ngựa này rồi. Ôi. Thanh niên kiếm này không chịu được nhiệt bỏ chạy được à? Vãi nhở. Này mạnh hơn mình tưởng à? Quẩy cực phiêu. Rồi pháo hoàn thành nhiệm vụ rồi. Quẩy cực phiêu. Rồi mấy thằng này bỏ chạy luôn đi. Vãi thật. Hy vọng là không mất. Tàn sát cho nó. Úi dồi. Tấn công tự do. Fire and will.
Lại có một vụ tắm máu ở đây rồi. Mấy thằng mấy con ngựa của mình thấy ghê phết đấy, phải đùa đâu. Xuất sắc tấn công chống kỵ binh, xuất sắc giáp. Ui dồi ôi, tông một phát thằng này chết luôn. Ui dồi ôi, nó tông. Không sống nổi mấy con ngựa này đâu. Đàn. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Bọn này nó giết người man dợ lắm. Thôi được rồi, kết thúc trận chiến đây được rồi. Hy vọng tướng của mình sẽ lên được một cấp nữa để có được cái... Chưa lên được kìa, chắc phải... Chắc phải vài lượt nữa mới lên được. Một lượt thì chưa lên được. 13% quân thôi. Nó đang vậy à? Ăn đi! Địch chấm dứt đầu tư quân sự. Đánh thì đánh đi, ít phải sợ lắm, 5.000. Lại làm trận nữa. Đánh cho vùng này nổi loạn lên thì thôi. Cứ cướp cho nó loạn sinh gậu lên. Không chiếm, cướp phá. Cướp phá cho nó loạn lên. Nhưng mà đánh auto tướng quân nhỉ. Đây rồi. Ôi, bây giờ mới lên được cấp cuối này. Cái này nó tăng cái gì nhỉ? Đoàn kết xung kích này, sát thương cận chiến cộng 10%. Ôi dồi, thế thì nó mạnh lắm. Ôi tướng này gần max skill à? Phòng thủ cận chiến cho bộ binh này. Cho kỵ binh này. Ồ. Trời. Phòng thủ cận chiến 77. Trời ơi. Cho cả bộ binh lẫn kỵ binh. Xung kích. Xuất sắc tấn công chống kỵ binh, xuất sắc giáp. Kinh nhỉ. Cao sức khỏe. Bọn ngựa này chất hết. Thế mà ban đầu nó chỉ là cái đội ngựa cùi đời đầu chạy lông nhông. Mấy thằng này sang đất nhà anh làm cái gì? Ủa, chạy vòng như tận đây mới ăn được nó cả. Not possible. For the tribe.
không cần công trình này. Mấy anh ngu ngốc anh làm trò gì nhỉ? Mãi không đi đánh nhau xuống dưới này đi. Ô, thằng này lại chiến tranh với hung nô à? Ôi trời. Mà nói chung thì hung nô thì ai mà nó chẳng đánh. Như quốc Đông La Mã vẫn còn thành được mới giỏi. Mình không có nhiều tiền để phát triển. Chả có tiền để mà xây. Qua lượt đã xem tình hình tiếp theo như nào đã. Xem tình hình tiếp theo như thế nào đã. Đấy, mấy ông đệ của mình đang đầu tư quân sự. À rồi, quyết định ăn à? Ồ, 1, 2, 3, 4 quân đoàn đánh mình cơ á. Chúng mày chơi hổ báo thế. Được, trận này mình thủ được thì chúng nó xong. Nhưng vấn đề là thủ bằng cách nào thì mình chưa biết khi nó lắm dìu như này. À nhưng mà mấy thằng dìu này thì cũng không mạnh lắm đâu. Ủa không mạnh nhưng dìu đã gọi là dìu thì nó đều có đam xuyên giáp hết. Quân của mình thì lại trong thành chưa hồi của mấy. Trận này chắc cũng lại khó khăn rồi. Khó nó mới vui. Mấy cái làng nhỏ là cái xây tường thành lên là chúng nó không công được đâu. Ngon. Ui giời. Vào đây. À, tấn công từ bên này. Bên này thì vừa khít này. Bên này vừa khít luôn. Bên này thì thiếu mất xíu. Cũng được. Đứng làm sao để cho nó không trèo được vào tường của mình. Khả năng cao nó sẽ tấn công mạnh ở phía bên này hơn. À, chắc là mình phải cho quân đứng bên này nhiều hơn rồi. Bên này thì khả năng cao sẽ là kỵ binh của nó vào nhiều. Cho hai thằng này ra trước, đứng bên trước để... Hai thằng này chỉ số tấn công cũng khá tốt. Đội rêu này từ từ đã. Tướng của mình đứng đây. Kỵ binh à?
đứng đây để cơ động đấy. Hàng rào vào chỗ này lại. Ôi trời ơi. The last stand, men. Our capital is at stake today. By dawn, will we still own these streets? Our enemy reinforcements approaching. Or will we all be in the arms of the gods? Fight like boars. Nó sẽ vào từ tất cả các hướng nha mọi con. We have sighted the enemy. Thực ra cái thành của bọn dợ nó thiết kế kiểu này rất dễ cho phòng thủ. Đây không lẽ là cổng bức tượng thần có đan à? Vãi cả thần. Nông dân vẫn đang đi cày. Trông cái quái gì đây này? Ôi ôi đây này. Ăn rồi. Ôi bọn này bắn từ trên này xuống. Ôi ôi. Thấm lắm. Đang xuyên giáp mà cung thủ tinh nhuệ Germanic này cuối này nó bắn tởm lắm, không phải đơn giản đâu. Mỗi tội là cái khả năng kháng áo giáp nó không có nên là nó không có áo giáp nên là khả năng chịu đòn của nó lại kém. Rồi bọn này vào được đến nơi thì chắc cũng chết gần hết. Được đấy. Nó đông lắm, 4 quân đoàn cơ. Đây nữa này. Nó sẽ vào từ cánh bên này rồi. Mình chỉ sợ mình hết tên thôi. Bắn từ trên cao bắn xuống này nó luôn luôn là tên bắn thẳng. Nên là đam nó sẽ đạt sát thương tối đa. Khác với các bạn bắn cầu vồng qua đầu đồng đội. Nó bị chặn cái lối này. Ôi quân tiếp viện nó còn đông lắm. Bọn này chắc không kịp lên đến nơi, biết ngay. Chết như ngả dạ. Rồi, tên bắn như mưa xuống. Làm cái gì đây? Phá hàng rào của mình à? Ôi giời. Phá làm sao được. Ra đến đây thì bị cung nó bắn tiếp. Hướng bên này toàn mấy thằng Steve. Bọn Steve thì không sợ. Rồi cung bắn rát phết nhỉ. Lém lao lên này, không ăn thua. Chưa thằng nào lên ở trên này. Cổng bên này sao này. Cũng sủi ui, mưa tên. Chắc chết trong vài lượt. Đừng đùa với cung thủ của Germanic.
sắp mất cái tháp canh rồi. Ủa mình quên mất phải bút cho bọn này để nó không mệt mỏi. Dồi ôi. Ôi cánh quân bên này nó tấn công vào đông thế. Chắc phải cho thằng Dìu ra đây rồi. Dồi ôi. Úi dồi. Mũi tên nó bắn rội xuống rồi. Dám tiếp cận à? Chiến đoàn dư binh này vào đi. Ồ, vẫn còn đông lắm, quân nó đông lắm. Cung của mình sắp hết tên rồi. À, nó đứng này nó không dám xông vào à? The enemy refuses to admit defeat. Their unit has rallied. Mày chết rồi. Ai già dư này chém đầu đấy. Vào đây cung nó bắn cho mày thấm luôn. Vào lỗi. Ok, chết rồi. Cái binh nó thế quái là nó ra tận đây nó ăn cái binh mình à? Thôi cái binh của mình lấp. Đỡ bị nó mà tấn công. Thấy ăn không được nó cũng rút thôi nhưng mà mình sẽ không muốn thương vong được cái binh này. Cái binh của mình còn nhiều việc để làm hơn. Tướng quân của chúng ta bị tấn công á. Không sợ. Nó lém lao kiểu này thì chúng như quái được. Ui giời. Quẩy này thì bay lên trời. Chúng như quái được tướng của mình được. Ui dồi ôi. Bọn này nó cắm tên vào đây. Ờ nhưng mà cánh bên kia hết tên rồi. Hết tên rồi. Bên nào cũng thế, vẫn đang phải đánh nhau. Thành phố của chúng ta đang bị kẻ địch phá hoại nặng nề á. Chấp nhận thôi, biết làm nào. Wow.
Vào đây con. Ô, bên này nó bây giờ mới vào này. Chúng nó chết dưới sân thành của mình hơi nhiều ấy. Ôi, thành phố của chúng ta bị cháy tan tác. Từ ra chúng nó rất là đông lắm. Xông vào bây giờ chết nữa rồi. Ra đây. Con ngựa này giống bị điên nhỉ? Lắm. Quẩy ngựa mình à? Bút tinh thần cho binh sĩ lên. Ôi nhưng mà quân của mình thương nặng lắm rồi. Nó đông quá. Lính kiếm của mình, à lính cung của mình hết. Mất tên rồi. Cố gắng giết chết thằng tướng của nó đi đó. Thằng này tên là Doc à? Ôi thảo nào mày thông minh thế. Tướng của nó tên là Doc này. Lốt thằng tướng nó đi. Ôi mấy con ngựa này chắc phải chạy sang đây. Quẩy bọn này không thì chết. Khu vực này nát mất. Mấy con ngựa nó không chịu vào. Enemy troops are at the walls. Còn duy nhất đội này có tên bắn. Their general is dead. À rồi tốt rồi. Tướng nó chết rồi. Mất tinh thần rồi. Ồ, tướng nó chết rồi thì quân nó mất tinh thần rồi. Búp, búp nhiệt huyết lên cho binh sĩ á. Con ngựa này. Chỗ này nó toàn đến tầm xa thôi, không sợ lắm. Cổng bên này hết rồi, đưa quân sang đây. Ôi, chạy chạy chạy. Sao nó còn có chó ở đây này? Nó còn đông quân lắm, từ từ đó, ngựa mình vào bây giờ chó nó phơi chết đấy. Thả chó ra nó cắn chết. Cung của mình hết tên rồi. Ôi chết rồi, bọn dìu nó còn. Là bị lính kiếm của mình sắp không trụ rồi. Không
khéo phải cho tướng ra đây. Sao chúng ta có bổ sung thêm môn đội speed ở bên này sang, vẫn còn rất xinh xích. Xả lên anh em. Nó còn đông quá. Nó lùa nốt mấy con chó vào chưa nhỉ? Nó lùa nốt chó vào rồi thì mình cho kỵ binh vào quẩy. Đây. Những thành chiến binh người sói này trẻ tuổi này cũng có vẻ thọ phết nhỉ. Kiếm này vẫn khỏe phết. Được. Và đội ngũ quẩy cực phiêu. Kill kill kill. Rồi. Quẩy luôn mấy thằng tầm xa của nó đằng sau này cho anh. Không cho nó lém lao. Rồi. Giết. Nó bị nó nhấp nháy rồi. Tất cả các cung thủ xông xuống. Giết. Không tha. Mình phải giết bằng hết không là chúng nó còn tàn quân là mệt lắm. Được cái đám này chắc chết mệt. Cho bọn ngựa giết cái bọn này chạy trước trước. Nó vẫn còn đông lắm. Lãnh chúa Bắc Âu này. Quân đông lắm. Rồi, mấy thằng đấy coi như xong. Bọn này đông đông thì phải khử. Thôi rồi. Một chiến thắng anh dũng. Chết sạch. Ôi, đội cung của mình bắn nhỉ. Thấm đòn luôn. Toàn hơn 400 thằng. Cung thủ này mà nó cung thủ Germanic mà nó được thủ trên tường thành thì hơi hổ báo đấy. Ấy, bọn này cũng giết khá. Chết sạch còn đúng một thằng quỷ đá này. Thằng này. Xô. Nạt luôn đội hình.
chạy à? Thế thì mình chiếm luôn cái tỉnh bên dưới của nó nhỉ? Tội láo với anh. What the hell? À, thằng Hung Nô nó chiến tranh với thằng đệ của mình. Nó đốt mất cái vỏ sắt ở đây rồi. Hỏng mắt rồi. Rồi ơi, ông Hung Nô ơi, ông đánh lúc nào cũng đánh ở lúc này. Mình đang cần tuyển mấy thằng kiếm. Ôi sao nó đông thế nhỉ? 1, 2, 3, 4. Kẻ xâm lược tham chiến cùng đồng minh. Hay rồi. Lại chiến tranh với thằng này à? Nó lại chạy vào nó đúc. Ôi đừng. Sao lại đề nghị anh chiến tranh với Hung Nô? Chiến tranh Hung Nô thì mà vỡ mồm à? For the tribe. Cho nó lên chức. À, tường thành cấp 4 rồi, nó không ăn được. Tường thành cấp 4 rồi, nó không ăn được. Nó cần thời gian vây thì mới ăn được. Ôi ôi, nó có xe bắn đá ấy. Nó có xe bắn đá. Nó có xe bắn đá. Không đủ để di chuyển về nhà. Không đủ để di chuyển về nhà. Thành này nó lên từ thành cấp 4 rồi và chúng nó sẽ không thể tấn công được ngay một lượt. Đúng rồi. Thằng đệ này bây giờ chắc là thân thiện mình hơn à? Đúng rồi. Chiến tranh với Hung Nô à? Sao cả cái lũ này thằng nào cũng chiến tranh với Hung Nô thế này? Sao thằng Hung Nô nó không đánh ra phía này nhỉ? Mấy thằng này này? Rồi. What an honor you do us. Come. Vua tối cao. Nãy 2000 nó không chịu. À. Thế thì giảm bớt tí tiền đi xíu. Rồi. Vua mà lại không có vợ thì nghe nó hơi kỳ cục. Rồi. Vua là phải có vợ. Tăng thêm một xảo quyệt nữa cho chồng. Ôi ô. Vua của mình này. Chỉ số thế này có vãi trưởng không? Level 10. Tí nữa cộng thêm vợ có một xảo quyệt à? Lấy vợ hai xảo quyệt thì có phải lên đến đây không? Thôi một cũng được rồi. Vua của mình không có một chỉ số nào bị trừ luôn. Quyền lực của mình đang suy giảm. 25 tuổi rồi.
ready for orders. Chỉ cần tuyển mấy thằng kiếm thôi mà. Move out. Bây giờ lại phải chạy vòng vòng xa thế. Ready for battle. Hai thằng kiếm. Tuyển mấy thằng kiếm cho các quân đoàn thôi. Ready for orders. Nó đứng bên này sông mình không ăn được nó. Ready for battle. Let them cower before us. Lay siege to their hovels. Vua của mình chỉ số tuyệt thật. Ôi, đánh auto này. Ready for orders. Ready for battle. Tốn quân quá. For the tribe. Trừ 30. Cho nó nổi loạn lên đã. Bây giờ đến quân đoàn này. Ready for battle. Quánh vào đây thôi. Nó bỏ thành này rồi. Laying siege to their hovels. Nó bỏ thành rồi. Trận này đánh auto dễ tốn quân lắm. Nó đánh tay mình. Vẫn hao quân. Thằng này nó thiếu một cấp nữa thôi là nó có thể đánh đêm được. Mà đánh đêm được thì mình mới có thể tấn công được. Các bạn, anh em rất nhiều người hỏi tại sao làm thế nào để đánh đêm thì đấy, mình cũng đã chỉ rồi. Ôi, trận chiến rồi. Phương Bắc. Tháp canh nó bắn xa phết nhỉ. Mấy cái long be này á, chém mình. Không sợ mấy cái thằng Huskat đạn hai tay đâu. Anh em cứ phải sợ mấy thằng đấy. Cái binh của mình cũng thuộc dạng hổ báo đấy, không phải vừa đâu. Bởi vì đánh nhau trời tuyết này. Đúng là tấn công sang Bắc Âu khác. Úi ôi, sập luôn, tuyệt vời, quẩy cực phiêu. Bắn vào đây. Bọn này chết chùm. Đứng ở đấy để chết chùm. Ây da. Trời tuyết này đâm ra dễ quan sát chứ nhỉ. Ây da. Xem nào. Đạn đâu, đạn bay lên ạ. Bà này đứng đây chết chùm. À, di chuyển rồi. Bắn thôi đây.
đi luôn đội ngựa của nó rồi. Đi rồi. The tide of battle turns in our favor. Con này nó không dám xông lên. Ha ha. Bị kiếm của mình nó lém đi luôn cho. Ngựa à? Từ từ thôi. Pháo xong bắn được bọn này. Ai à, mấy thằng kiếm. Kỵ binh nhỏ ơi. Bọn này nó ném phi lùm mà. Tốt thế. Đây. Long ba Stosman rồi. Tấn công. Cái binh xong lên xử lý bọn này cho anh. Long bay xông lên rồi. Chạy hết rồi. Trận chiến thắng khá là easy. Nhiệm vụ của mình là cũng phải chiếm cả cái tỉnh Bắc, cái thành Bắc Âu này cơ mà. Nhưng mà vấn đề là Sassanid thì như nào nhỉ? Có lẽ nhờ Hung Nô giải quyết cho. Rồi, hay quá, lên cấp. Tăng một xảo quyệt nữa vào đây đã, để có thể đánh đêm đã. Những thứ khác tính sau. Thẩm quyền. Từ từ, không vội. Cần cái xảo quyệt trước. Mấy thằng này nó cũng chiến tranh với cả bọn này cơ mà nhỉ? Đúng rồi. Đề nghị giao thương phát cho nào. Nhưng khổ cái bọn này tất cả đều chiến tranh với Hung Nô. Này thì rất thân mình luôn. Thằng này có chút cải tiến. Bây giờ ba ba sắp nổi loạn rồi, chắc phải hai lượt nữa mới đánh tiếp được. Quân thương vong nặng quá. Rồi qua lượt đấy, mình cũng kiếm được ít sàng rồi. Hết tiền không xây được nhà. Thống đốc à, giảm tham nhũng, giảm phí xây dựng. Cái bọn Anh nó vẫn đang giúp mình duy trì ảnh bảo vệ ảnh hưởng ở cái khu vực phía bên này. Để ngăn không cho mấy thằng kia nó vượt biển đánh lên cái vùng đảo Anh của mình. Thế nên là tạm thời mình chưa đánh mấy thằng Anh.
There's a time when warriors must sheathe the sword and talk for the good of their people. Phải cao cao một tí anh mới chịu. Một ngàn nó không đáng để anh phải mất lòng đồng đội. Ha, ăn không được chạy ra đây đánh cái thằng này. À. Chạy hết rồi, không có quân nữa. Có lẽ mình sẽ cho cái hạm đội của mình lên kia để giữ nhỉ. Bây giờ anh hung nô mà anh chiến tranh với mình một phát thì mình cứ phải gọi là SML luôn. Tấn công cảng của mình à? Nhưng mà nó tấn công nó phải vây. Treaties have served us both well. Thằng này thích làm loạn à? Ô, tướng nào chết vậy? Già quá chết thôi, chả sao cả. Ôi, lâng lên cung thủ lại tốn tiền thế. Ôi, còn 300 một lượt thì sống làm sao bây giờ? Vậy vơ vậy vẩn. Sợ quá nhỉ, hết cả tiền của mình. À, là vây đúng cái cảng của mình là mình hết tiền. Vây cảng của mình hết tiền. Thành này lên cấp nữa thì ngon. Không sợ. Chưa đánh được phía bên này. Hispania. Lại chiến tranh mấy thằng phương Bắc. Ready for orders. Nó đang bị trừ. Public order rất mạnh do bị chiến tranh tàn phá. Sắp bị nổi loạn lên rồi. Quân nó đóng ở đây đông quá. Ready for orders. Việt Nam này thì không thấy thằng nào dám vác quân ra để pem mình. Thirsty for battle. Thằng này chỉ dám cắm trại đây, có làm sao dám đánh mình đâu. Ready for orders. Ủa, lâng đội cung lên thì ngon thật nhưng mà tốn tiền kinh. Đang 120 đến 200 mấy. Sức đâu mà chịu nổi. Quân của nó cứ đứng ở ngoài đường chết dần chết mòn.
Cái gì đấy? Thủ lĩnh đáng gờm à? Xuất sắc giáp. Không dám tấn công vào cái thành này của mình à? Phải có công trình này này. Ơ, mình nhớ là nó có một cái công trình gì mà nó... À đây. Tăng 15 rèn vũ khí này. Công 15 sát thương cận chiến cho tất cả quân chính quy này. Phần trăm sát thương cận chiến. Không biết là mình phải lâng nó lên cái điện thờ nào đấy. Cái này này. Chưa ăn được. Hispania. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi thêm các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau. Đây, chúng ta sẽ nghiên cứu vào cái này, nó sẽ giảm 5% tất cả phí duy trì cho tất cả các đơn vị quân. Thì may ra lúc đó mình mới có tiền được.